Thưa quý vị, Hà Nội đưa ra quyết định giãn cách rất kịp thời. Quyết định trên giúp thành phố tránh nguy cơ khủng hoảng về y tế và kinh tế xã hội. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đi thăm một số cơ sở và làm việc với Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vào sáng nay. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cho biết, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự đồng lòng của nhân dân và doanh nghiệp vận dụng nhuần nhuyễn các phương châm phòng chống dịch, 3 trước, 4 tại chỗ, phong tỏa cách ly theo mô hình 3 lớp. Đến nay là ngày thứ 20 Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố về cơ bản đã kiểm soát được tình hình và đang triển khai xét nghiệm diện rộng để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng. Sau 3 ngày triển khai, kết quả cho thấy tỷ lệ 1 vạn dân có 1 ca F0. Đây là tỷ lệ thấp và nằm trong dự báo của thành phố. Kết luận tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành phố đã thực hiện rất tốt các biện pháp phòng chống dịch. Hà Nội đã có quyết định giãn cách xã hội rất kịp thời, tránh nguy cơ khủng hoảng y tế, kinh tế và xã hội. Trong tổ chức thực hiện, thành phố cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thái độ dứt khoát với nhiều biện pháp rất cụ thể, sáng tạo, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở. Người dân ủng hộ tăng vùng xanh, giảm vùng đỏ với một cách làm rất sáng tạo, đặc biệt là các ông chí đã biết dựa vào người dân. Người dân ủng hộ, và tôi muốn nhấn mạnh một điều là cái hệ thống chính trị cơ sở chúng ta được phát huy. Đó là một cái điều mà không phải nơi nào chúng ta cũng có thể làm được điều này. Và đây cũng là bài học chung trong chỉ đạo như ý kiến của các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng. Nghiêm túc. Về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị thành phố Hà Nội tập trung thực hiện hiệu quả. Trong đó, yêu cầu không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và phải chuẩn bị đầy đủ về tinh thần cũng như lực lượng để sẵn sàng chiến đấu lâu dài với đại dịch COVID-19. Và trước mắt là phải tập trung thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội, xét nghiệm, điều trị, tiêm vaccine và tích cực áp dụng công nghệ. Một cái tinh thần, một cái mục tiêu nào đặt ra trong lúc này, trong lúc mà dịch bệnh đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, nhất là các biến thể Delta rất nguy hiểm lan rộng này, đó là không để quá tải bệnh viện, không để bệnh nặng tăng nhanh và đặc biệt không để chết nhiều người. Nếu như ngành y tế cấp quỹ chính quyền cấp mà để chết nhiều người Việt Nam của chúng ta trong đại dịch này là một khuyết điểm. Chúng ta phải đặt vấn đề này với trách nhiệm cao nhất trước đảng trước dân để bảo vệ mạng sống của người. Người dân là trên hết và trước hết phải nói cái này. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hà Nội có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ở mức độ phù hợp. Khi kiểm soát được dịch, phải là một nơi phục hồi nhanh nhất, mạnh nhất. Đề nghị các bộ ngành trung ương quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, có cơ chế chính sách quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho lực lượng tuyến đầu. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã tổ chức họp rà soát, đánh giá tình hình chống dịch tại các địa phương trên cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đánh giá với biến thể Delta, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, bùng phát nhanh, lây lan nhanh trên thế giới. Đánh giá dịch bệnh có thể kéo dài, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương ở phía Nam. Một số tỉnh có nguy cơ bùng phát trở lại, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước đã ghi nhận 343.716 ca mắc, trong đó có 242.603 ca trong nước, chiếm 99,5%, 86.328 người đã khỏi bệnh, chiếm 35% và 4.778 ca tử vong. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay số mẫu xét nghiệm chủ yếu lấy từ các trường hợp có triệu chứng rõ, do đó các trường hợp được công bố không phản ánh được thực tiễn các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, có thể số ca mắc trong cộng đồng cao gấp 4 đến 5 lần so với số ghi nhận. Còn tại Hà Nội, số ghi nhận là 2.056 ca mắc COVID-19. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống dịch trên địa bàn còn có một số hạn chế. Việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của một số địa phương còn chưa nghiêm. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, một số bộ phận người dân còn có tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chưa lường hết được mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta, chưa thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, cách ly, không tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, chưa thực sự cách ly giữa nhà với nhà trong khu phong tỏa, còn giao lưu với nhau.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trọng tâm 30 ngày tới là giảm F0 với hai chiến lược điều trị là chăm sóc người bệnh tại nhà, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 5 tháng 8 đến nay, trung bình mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh thêm 3.000 ca mắc mới, chủ yếu ở các khu vực phong tỏa. Hiện đã điều trị khỏi gần 63.000 người, đang điều trị hơn 32.000 người, có 1.500 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, mặc dù số ca nhiễm đang đi ngang trong bản đồ COVID-19 có dấu hiệu giảm nhưng không bền vững. Số ca nhiễm hiện nay đang đi ngang nhưng mà chưa bền vững, có xu hướng giảm nhưng mà chưa bền vững. Số ca tử vong vẫn ở mức cao là 241 ca một ngày trong những ngày gần đây. Dự kiến thì sau ngày 15 tháng 8, số lượng F0 chắc là vẫn ở cái mức khoảng 3.000 ca một ngày, là một số lượng rất là lớn. Vì vậy nếu chúng ta không quyết liệt, triệt để thực hiện các biện pháp chống dịch mạnh mẽ thì sẽ rất khó giữ vững được những thành quả chúng ta đã đạt được. Dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy sau ngày 15 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thành phố đang xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể theo hai giai đoạn là từ ngày 15 tháng 8 đến cuối tháng 8 và từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 để quyết tâm kiểm soát dịch bệnh. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 từ đây cho đến 30. Thì cố gắng là chúng ta sàng lọc địa bàn, đánh giá địa bàn để chúng ta khu trú cho đúng chính xác các cái điểm khu phong tỏa, để chúng ta có những cái nỗ lực từ xét nghiệm cho đến các cái hoạt động xây dựng vùng xanh, cô lập vùng đỏ, để chúng ta có được cái vùng xanh vùng đỏ cho nó thật sự chính xác, và để từ đó chúng ta áp dụng các cái biện pháp giãn cách cho nó phù hợp với địa bàn là vùng xanh vùng đỏ. Lãnh đạo thành ủy cũng cho rằng dịch bệnh sẽ còn kéo dài nên cần chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến, ít nhất là đến ngày 15 tháng 9 hoặc dài hơn ở những cấp độ khác nhau. Trọng tâm 30 ngày tới trong mục tiêu chống dịch của thành phố là giảm F0 với hai chiến lược là điều trị và chăm sóc F0 tại nhà. Cũng còn thứ nhất đó là chiến lược chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng, tức là phải nắm cho chặt cái danh sách F0 tại mỗi xã phường thị trấn, phải ráp nối cho được với tư vấn viên. Khi xác định anh là F0 rồi thì sẽ có một cái túi thuốc này do Bộ Y tế chỉ định và triển khai. Thứ hai là cái chiến lược điều trị tại bệnh viện ở các cấp, ở các tầng. Thì như vậy là kể từ tầng 2 cho đến tầng 5 thì mấu chốt của việc này đó là oxy. Như chúng tôi báo cáo là rà soát lại xem cái nhu cầu oxy để trang bị đầy đủ. Phó Bí thư Phan Văn Mãi cho rằng khi kéo dài thời gian giãn cách xã hội thì vấn đề an sinh xã hội phải làm tốt với các giải pháp cụ thể và thiết thực, trong đó tập trung chăm lo đời sống cho người dân. Thời gian qua, thành phố đã triển khai hai gói hỗ trợ, đã cơ bản hoàn thành các gói này. Tuy nhiên, trong triển khai cũng phát sinh thêm nhiều đối tượng. Thành phố tiếp tục rà soát để hỗ trợ với mục tiêu không bỏ sót một ai. Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì tính đến ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm hầu hết các vaccine COVID-19 mà Bộ Y tế phân bổ trước đó. Hiện thành phố còn 1 triệu liều vaccine Verocell vừa được thẩm định đã chính thức tiêm chủng từ ngày hôm nay ở một số quận huyện trên tinh thần tự nguyện của người dân. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phân xuống các quận huyện và thành phố Thủ Đức 44.000 liều vaccine Verocell do Sinopharm sản xuất, có hạn sử dụng đến tháng 7 năm 2023. Các quận huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng tại địa phương. Đến sáng nay, thì một số điểm tiêm tại quận 1, huyện Hóc Môn, quận 11 đã chính thức tiêm vaccine này cho người dân sau khi sử dụng hết toàn bộ các vaccine trước đó được Bộ Y tế cung cấp. Đáng chú ý, một công ty có 13.000 công nhân tại Củ Chi đã đăng ký tiêm vaccine Verocell cho nhóm 360 chuyên gia nước ngoài là người Trung Quốc theo nguyện vọng và hoàn thành vào sáng nay. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tắc của tiêm vaccine phòng COVID-19 dựa trên sự tự nguyện, đồng ý của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng 2 vaccine với 2 điều kiện được WHO thẩm định cấp phép sử dụng và Bộ Y tế thẩm định cấp phép.
nhằm đẩy nhanh tiến độ trong công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là trong đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 8. Một trong những giải pháp đó là sử dụng xe chuyên dụng để tiêm vaccine lưu động tại từng khu dân cư. Đây là lần đầu tiên triển khai phương tiện này ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp vừa mới tiếp nhận xe y tế chuyên dụng, khám bệnh và tiêm chủng lưu động. Đây là phương tiện được thiết kế phù hợp cho công tác tiêm vaccine với thiết bị tự động có thể điều khiển bằng bấm nút. Trên xe cũng được trang bị thùng lạnh để bảo quản vaccine và có hệ thống khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng. Tính đến ngày hôm nay, tức là 12 tháng 8, thì như vậy là trên địa bàn quận đã tiêm được khoảng trên 150.000 liều cho người dân, tức là chiếm cái tỷ trọng khoảng sấp xỉ 30%. Thì mà trong cái đợt tới, trong đợt cao điểm đến cuối tháng 8 ấy, thì chúng tôi phải tiêm tiếp khoảng trên 300.000 liều nữa, tiếp nhận cái xe lưu động này nữa thì sẽ phấn đấu một ngày sẽ tiêm khoảng tầm 17 đến 18.000 liều. Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã tổ chức lực lượng xuống khu dân cư thuộc phường 15 để triển khai tiêm vaccine cho người dân. Phương tiện này có thể hỗ trợ cho hai đội tiêm khoảng 600 người một ngày, hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quận, nhất là tại khu vực có điều kiện đi lại khó khăn. Là Gò Vấp chuẩn bị cho 6 địa điểm, 6 điểm rất lớn, mỗi địa điểm là công suất là tiêm chủng khoảng từ 2.000 đến 2.500 mỗi ngày. Vừa rồi đó là cũng đã khánh thành một cái địa điểm tiêm chủng rất lớn, đó là trung tâm thể dục thể thao Đặc Đức của quận Gò Vấp. Và như thế thì công suất của cái trung tâm này đó là tiêm chủng cho khoảng 6.000 đến 7.000 người. Như vậy nếu mà tiến độ cấp vaccine đủ đó thì Gò Vấp sẽ cố gắng là tiêm chủng từ 18 đến 20.000 người một ngày. Để đảm bảo an toàn, các địa phương sẽ chủ động đề xuất và sắp xếp khu vực tổ chức tiêm, cử lực lượng hỗ trợ nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, không tụ tập, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Bởi vì nó tiện lắm, dân không mất việc mà bây giờ thực hiện cái giãn cách 16 đấy, cái chỉ thị 16 là không được đi lại được. Đến nơi rồi thấy cái mô hình như thế này thì hoàn toàn yên tâm, tại vì giữa trời như vậy thì mình nó không có lây nhiễm như là mình ở trong cái phòng kín đó. Thì khi nhận được thông tin thì tôi tiến hành chọn cái chung cư 40 căn này để tiến hành tiêm và thông tin cho tổ COVID cộng đồng phụ trách cái địa bàn này, phát phiếu cho từng người dân, đồng thời là hẹn người dân xuống theo từng tầng một để đảm bảo an toàn. Với việc quyết liệt triển khai tiêm vaccine cho người dân trong thời gian qua, đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh. Từ khi thực hiện chỉ thị 16 đến nay, địa bàn này đã không còn xuất hiện thêm ổ dịch mới. Để kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25 tháng 8, theo như mục tiêu phấn đấu đề ra, thành phố Hà Nội đã lập kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn. Đợt cao điểm xét nghiệm từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8, ngành y tế Hà Nội tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật real-time PCR. Đây là phương án cần thiết để sớm tìm ra người nhiễm bệnh, từ đó phát hiện ra ổ dịch lẩn khuất trong cộng đồng để truy vết, tránh lây lan ra cộng đồng, đồng thời giúp cho thành phố đánh giá được nguy cơ dịch đang ở mức độ nào để tiếp tục đưa ra các biện pháp ứng phó một cách hợp lý nhất. Ghi nhận của các phóng viên VTC. Điểm lấy mẫu xét nghiệm Cung Xuân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Do lượng người đến lấy mẫu đông, lực lượng chức năng yêu cầu người dân xếp thành hai hàng, đứng giãn cách. Bên trong khu vực lấy mẫu, việc tuân thủ 5K cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Trước khi đi thì một tí thì tôi cũng hơi lo lắng. Nhưng mà khi đến đây thì là phường phân chia lối ra lối vào, rồi là đo thân nhiệt, rồi là ngồi cách ghế các cái cách khoảng 2m, hơn 2m, rồi đến lần lượt từng người một vào xét nghiệm là nó an tâm. Công việc này tôi cảm thấy nó rất là cần thiết, vì là sẽ sàng lọc được kỹ trong cộng đồng, có F0 thì mình tránh được. Phường Thanh Nhàn được xác định là một điểm nóng về dịch COVID-19 trên địa bàn với 32 ca F0 được phát hiện trước đó. Trong đợt lấy mẫu này, phường Thanh Nhàn sẽ tiến hành lấy 8.000 mẫu trên toàn địa bàn phường. Trước đó, lần 1, phường đã lấy được 5.000 mẫu. Trong đợt này, phường tập trung lấy mẫu cho những khu vực có nguy cơ cao như khu vực Trại Găng, Ngõ Quỳnh. Dự kiến sẽ trả kết quả cho người dân trong vòng 2 ngày tới. Khi mà xét nghiệm sàng lọc này với mục đích là để sàng lọc và tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Khi mà phát hiện các ca dương tính thì ngay lập tức thì phường tôi có tổ phản ứng nhanh để lập tức tiến hành công tác truy vết, khoanh vùng và tiến hành phong tỏa các khu vực mà đánh giá có nguy cơ lây nhiễm.
Để đảm bảo công tác phòng dịch, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng các phường có nguy cơ, gồm phường Vĩnh Tuy, Thanh Nhàn, Nguyễn Du, với tổng số mẫu cần lấy là 1.000 mẫu. Trong số đó, tại phường Thanh Nhàn là 8.000 mẫu xét nghiệm. Ngoài điểm lấy mẫu ở Cung Xuân, phường Thanh Nhàn, thì trong chiều nay, Trung tâm Y tế quận cũng đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn người dân trên địa bàn phường Bạch Mai. Theo kế hoạch thành phố giao đợt này với quận Hai Bà Trưng lấy mẫu diện rộng 100.000 mẫu ấy, thì quận cũng đã có cái chỉ đạo cũng rất quyết liệt đối với các cơ quan, các lực lượng để mà triển khai cái thực hiện việc này đảm bảo là nhanh, gọn và tránh tập trung đông người. Thì chúng tôi cũng đã triển khai các lực lượng, đặc biệt là đợt này là sẽ triển khai nhiều nhóm theo cái phương châm là làm đâu gọn đấy và phân ra thành nhiều khu vực, các địa bàn, các tổ dân phố lấy mẫu để mà nhân dân thể thuận lợi cho việc ra lấy mẫu, không đi quá xa và tránh tập trung đông người. Tính đến 12 giờ trưa nay, Hà Nội có hơn 2.000 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng hơn 1.000 ca. Theo báo cáo của CDC Hà Nội, trong đợt Hà Nội tiến hành lấy mẫu trên diện rộng với 1,3 triệu mẫu, 186.016 mẫu được lấy sẽ cho ra 17 ca dương tính trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, với số lượng công dân Nghệ An trở về từ vùng có dịch ngày càng đông, đặc biệt là số lượng lớn công dân trở về quê bằng phương tiện cá nhân, đã khiến cho công tác tiếp nhận cách ly y tế tập trung của các địa phương trên toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Đây là những đối tượng nguy cơ cao nhiễm bệnh COVID, khiến dịch bệnh rất dễ lây lan trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đang phải chỉ đạo các địa phương thực hiện giám sát nghiêm đối với số công dân này. Tại trạm y tế xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, trước khi có con em trở về từ vùng dịch, các gia đình phải có người thân lên trạm khai báo y tế. Công dân khi về đến địa phương đều được đưa thẳng vào các khu cách ly tập trung, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Vì người về từ vùng dịch không về đến cái điểm về nhà của mình, mà từ vùng dịch thì được đón về ngay nơi cái điểm tập trung luôn. Tất cả các công dân trước khi về địa phương thì có người nhà lên cam kết và khai báo y tế. Thứ nhất là phải số lượng người về, ngày giờ về, số điện thoại và bằng phương tiện và độ tuổi để chúng tôi nắm chắc trước cái tình hình đó. Trước khi về địa phương chúng tôi đã liên lạc và đón lòng đưa vào khu cách ly tập trung, không để người nhà trước khi vào khu cách ly lại về nhà, tránh tình trạng là gây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 26.000 lao động đăng ký trở về quê từ các vùng có dịch phía Nam. Ngoài khoảng 1.500 công dân được ưu tiên đón về đợt 1 bằng máy bay, còn có khoảng 11.000 lao động từ vùng dịch trở về quê bằng phương tiện cá nhân. Trong đó, huyện Đô Lương có gần 2.000 người. Để bảo đảm an toàn, huyện Đô Lương đã chỉ đạo các xã thị trấn thành lập 59 điểm cách ly y tế tập trung để tiếp nhận công dân, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ, giám sát 24/24. Việc mà tổ chức trực cách ly tập trung thì hầu hết là lực lượng chính quy của công an và quân sự trực 24/24. Còn một số đơn vị mà nhiều công dân thì chúng tôi sẽ bố trí tăng cường thêm lực lượng để hỗ trợ, tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các cái khu cách ly tập trung để đảm bảo theo đúng quy định. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 600 điểm khu cách ly y tế tập trung từ cấp tuyến tỉnh đến cấp xã, phường với hơn 22.000 công dân đang được cách ly. Ngoài việc kiểm soát khai báo y tế của các công dân về từ vùng dịch, công tác phân luồng theo nhóm dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm trong các khu cách ly được thực hiện nghiêm túc nhằm tránh lây nhiễm chéo. Cái việc bố trí phân luồng trong khu cách ly từng nhóm người phải tiến hành tính toán một cách khoa học, một cách bài bản. Đấy, trong cái điều kiện cơ sở vật chất chúng ta không có như thế. Ngoài cái việc mà chúng ta làm tốt phòng ngoài thì phòng trống nữa, chẳng hạn từng khu một chẳng hạn, tránh cái trường giao tiếp, tránh cái trường tình trạng mà nó giao lưu ở trong khu cách ly. Với số lượng công dân về từ vùng dịch lớn, trong số này đã có 150 ca nhiễm COVID-19. Để tránh sự quá tải, ngoài việc cách ly y tế tập trung, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương được phép trưng dụng cơ sở nhà dân để thực hiện việc cách ly y tế tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ COVID-19 cộng đồng. Sáng nay 13 tháng 8, tàu bay Vietjet từ Cộng hòa Liên bang Đức đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh mang theo 200 máy thở cao cấp hiện đại do tập đoàn Sovico trao tặng cho Bộ Y tế và chuyển ngay cho thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến là trong ngày mai thì 100 máy sẽ được trao tặng cho các bệnh viện tuyến đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
số máy thở còn lại sẽ được chuyển tiếp cho các bệnh viện tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang. Được biết, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đang hỗ trợ cho chương trình chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ hãng tên tuổi quốc tế. Trong đợt dịch này, tập đoàn Sovico cùng Vietjet, HD Bank cũng dành hàng trăm tỷ đồng tặng nhiều xe cấp cứu, máy thở và bộ kit xét nghiệm cùng với nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác khám điều trị COVID-19. Tính từ ngày đầu bùng phát dịch COVID-19 đến nay, Sovico, HD Bank, Vietjet đã chi hàng ngàn tỷ đồng để chung tay góp sức bằng cả tấm lòng và trái tim cùng cộng đồng phòng chống dịch với hàng loạt những hoạt động khẩn trương ý nghĩa. Để chung tay cùng miền Nam chống dịch, Vietjet cũng đã cùng với Bộ Y tế phối hợp triển khai chuyên chở cho hơn 3.000 cán bộ nhân viên y tế, chuyên chở trang thiết bị vật tư y tế cũng như là hàng triệu liều vaccine phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.